Bây giờ hút nước lên thì nó mười mấy cái nó hầm mà nền đốt ra thôi. Còn cái bài tháo cho đẹp không? Nó không phải cái này nè. Con bán cưa nó đi ra. Đâu? Đào tới móc mấy vào đất bỏ đây luôn đi. Xuống nó tắm nó làm như cái chạy. Xuống nó lại bị hơn. Ê, cái thang nó làm đây nè. Ôi, tao đâu có cái chạy cỏ tắt kè, yêu cô kẻ thế kìa. Cái đồ kìa, cái này. Sài Gòn Vlog xin được chào toàn thể quý anh chị. Lúc này Sài Gòn đang là 11:30. Lâu lắm rồi, một tuần qua thì hôm nay chúng ta mới thấy được một cái nắng trong veo như thế này anh chị ha. Dù cho có mây nhưng mà cũng không ảnh hưởng gì lắm. Ok, trước mặt chúng ta chính là hai cây cầu tạm của cây cầu Tân Kỳ Tân Quý anh chị ơi. Cầu Tân Kỳ Tân Quý thì hôm nay cũng đã có công nhân xuất hiện trong công trường để thi công rồi. Nhưng mà cũng không đáng kể chị, họ chỉ làm những cái nhỏ nhỏ thôi. Bởi vì là hai mặt bằng hai bên cầu chưa có mà. Ok, chúng ta đứng lại chút xíu anh chị nha. Thì sau này còn những căn nhà này á thì họ xây đúng lộ giới, còn những cái mặt tiền mà đi ra ngoài thế này nè anh chị thì sau này đập bỏ đi. Và hiện nay chưa đập bỏ đi thì chắc chắn rằng là bên đây cầu họ chưa làm được rồi, bên kia thì họ cũng đang tiến hành đập bỏ đi những cái phần bên ngoài để trả lại mặt bằng cho đơn vị thi công. Lúc này thì thấy đâu đó khoảng 3 đến 4 mặt bằng thôi. Bên đó thì có khoảng 12, 13 căn nhưng mà có 3, 4 căn là họ đang tiến hành đập bỏ và xây dựng lại cái mặt tiền của họ thôi anh chị. Khi nào mà có đủ mặt bằng thì bên đây cầu họ mới tiến hành xây dựng thêm một cái chân cầu nữa. Lúc này chưa có thì họ chưa làm được anh chị nha. Nếu mà làm thì coi như con đường này là kẹt xe hoài thôi. Bởi vì khi mà làm thì nó đã chiếm ra tới đây đường rồi anh chị nè. Đây nó chiếm ra tới đây đường đúng rồi, là không còn đủ xe tải đâu chạy nữa. Cho nên lúc này cây cầu họ làm lễ khởi công xong thì cũng đắp chiếu nằm tạm đó thôi. Chứ mặt tiền đâu, mặt bằng đâu mà thi công bây giờ. Bên đây thì họ đang tiến hành đập bỏ một số mặt bằng. Họ xây dựng mới lại nè anh chị. Hiện nay thì cây cầu Tân Kỳ Tân Quý họ đang thi công bằng cách là đi các đường ống dây, đường ống nước đồ vân vân thôi. Chứ còn mà xây dựng lớn thì họ chưa làm anh chị ạ. Ok, cây cầu tạm. Thì cũng chưa có gì bên trong cả cho nên em không quay. Khi nào nó có xây dựng bên trong nó thì sẽ leo lên hàng rào đứng quay cho anh chị xem sau nha. Bên này thì cũng có nhiều diễn biến tích cực.
Bên chị ơi, ở đây thì họ đang xây dựng các cái cống thoát nước này anh chị. Đây, đây chính là cống thoát nước trong hộ dân đi ra anh chị nha. Đây nè, các cái trụ này gọi là trụ thoát nước trong dân. Và cái trụ này nó sẽ chảy ra cái đường cống thoát nước chung của cả khu này luôn. Đây anh chị, họ đang làm đường cống thoát nước trước nha. Ok, chúng ta cùng vào trong nè. Ok, mình sẽ đi kỹ hơn xíu nha. Đây anh chị, bên trong là đường cống thoát nước ha, cống thoát nước từ nhà dân đi ra thì nó sẽ vô cái trụ đó. Vô cái trụ đó sẽ có một cái đường ống dẫn ra cái đường cống thoát nước lớn của nguyên cả con đường này anh chị nha. Đó, đó đường cống thoát nước trong dân chạy ra cống thoát nước lớn bên ngoài. Đây anh chị, đây là đường cống thoát nước. Đây là đường cống thoát nước hai bên cầu anh chị nha. Thấy kinh khủng không anh chị? Cái cống thoát nước bên cầu anh chị. Rồi, tới đây hết đi được rồi nè. Giờ này cũng là giờ nghỉ trưa rồi, cho nên là mình ba anh chị ơi, anh chị thấy cái đường ống thoát nước nó kinh khủng không, lắc rất là lớn luôn anh chị. Đây nhà dân ha, họ phải đóng các cái cọc này để mà ngăn ngừa sạt lở ảnh hưởng tới nhà dân, đóng hai dòng cọc hai bên để thi công cái ống thoát nước. Rồi mình cũng đứng đây lâu lâu xíu anh chị nha, bởi vì bây giờ buổi trưa rồi. Đây đường cống thoát nước đây anh chị. À, các cái đường cống thoát nước trong đó đó anh chị, nó sẽ chảy ra ngoài đây ha. Đó, cống thoát nước trong dân đi một cái đường ống nhỏ, từng đường ống nhỏ sẽ chảy ra ngoài đây. Đường cách mạng tháng 8 á chị, đường cách mạng tháng 8 thi công tuyến metro số 2 thì họ cũng di dời đường cống thoát nước bên ngoài đường đi vào trong sát bên vào bên trong đường, thì họ cũng đặt đặt đường cống thoát nước y chang như cái cống này luôn anh chị. Về cái kết cấu thì y chang, còn cái chiều rộng và chiều dài của nó thì mình không biết là như thế nào, nhưng cái kết cấu của nó, và cái hình dạng của nó thì y chang như thế này luôn. Rồi, bên đây coi như là có đủ mặt bằng rồi anh chị ha. Thì họ bắt đầu thi công. Sau khi thi công xong thì họ mới kế tiếp là người ta sẽ thi công cây cầu được anh chị. Đây là đường lên xuống, hai bên đường lên xuống của cây cầu Tân Kỳ Tân Quý mà. Bây giờ cái bên đây chưa xây dựng xong thì bây giờ cây cầu nó lấy đất đâu rồi mà nó làm. Chính vì vậy họ làm lễ khởi công xong thì họ cũng đắp chiếu nằm đó, đợi cho cái đoạn này người ta thi công xong. Và bên kia cũng chưa thi công được, bởi vì bên kia họ đang chưa còn tháo dỡ xong nữa mà. Đó anh chị, bên kia họ chưa tháo dỡ xong cho nên họ chưa thi công đường cống thoát nước luôn anh chị. Một lần nữa mời anh chị ngắm lại khu này nha. Có lẽ hôm nay thì con đường này em sẽ đi hai video anh chị, hai video nha, một video bên phải một video bên trái đi. Đường cống thoát nước này chắc là cao khoảng 2 mét không chị ơi, các em đi là lọt lòng luôn á, 1,8 đến 2 mét, nếu mà cả phủ bì luôn á, phủ bì luôn là em nghĩ là 2 mét là em đi lọt luôn á. Rồi công nhân xuống móc cống rồi đó, họ đi đi được dưới cái cống này luôn ha. Ok, chúng ta cùng đi ra nha anh chị ơi.
đây là cả một đường ống, một đường ống nó chảy dài xuyên suốt, nó lấy nước từ khu dân cư, từ các nhà dân, rồi xong sẽ có một cái điểm nó chảy ra anh chị ha, sẽ có một cái điểm chảy ra cái cống thoát nước lớn anh chị. Đó, phía dưới là có một cái cống, có một đường ống ha, rồi phía trên là đường ống trong nhà dân chảy ra, và dưới đó là có một cái đường ống lấy nước các nhà dân để mà đi ra cái đường ống lớn. À, không biết em nói gì đúng hay sai nha, sai thì anh chị cứ comment để cho nhiều khán giả họ biết, rồi lại là thì em cũng biết mình sai thôi. À, có mở mở cửa kìa anh chị ơi, mở cửa mở cửa. Hôm nay thì họ thi công cái gì hôm nay ta? Cũng chưa thấy thi công gì nhiều cả anh chị. À, trong đây họ đang mượn cái mặt bằng, người ta đang mượn cái mặt bằng, người ta thi công các cái nắp cống thôi anh chị, chứ cũng không làm gì nhiều cả. Như vậy là cái đơn vị thi công đường nào bên ngoài đây, họ mượn cái mặt bằng trong đây để mà họ đổ các cái nắp cống anh chị à. Rồi, ở trên đây mình coi có gì mới nha. À, trên đây có một cái đường ống nữa anh chị. Ủa, đường ống gì ta? Đường ống gì mà bên ngoài kia nó? Đường ống này, đường ống gì ta? Ủa, đường ống nào mà nó cao dữ nè anh chị, nó cao hơn nhà dân luôn. Ủa, cái đường ống gì là nó cao hơn nhà dân, mỗi lần dân đi vô đi ra là phải đi lên cái ụ, đi lên cái cống này xong rồi đi xuống nhà mình lại rồi. Anh chị ơi, đây là cống gì nè anh chị? Cái cống này nó còn cao hơn nhà dân tới đâu tới 10 phân lận, mà sau này nó còn làm cái con đường phủ lên cái cống này nữa, là phải theo em nghĩ là 5 phân nữa, là cao hơn trong nhà dân 15 phân và kinh khủng hơn trước mặt chúng ta. Trong sát nhà dân chị thấy cống thoát nước không? Cống thoát nước khu dân cư mà của lấy nước từ trong nhà dân ra mà nó còn cao hơn nhà dân tới 60 phân. Đó anh chị, cái nhà 1041 trước mặt chúng ta đó anh chị, người ta đặt hai cống thoát nước phía trước, nó cao hơn nhà dân tới 60 phân lận. 60 phân là có cái nắp cống phía trên. Trời ơi, mình không biết như vậy là nhà dân làm như vậy là vẫn còn thấp luôn anh chị. Anh chị thấy sát sát cái tường không? Nó có một cái nắp cống và nắp cống nó cao hơn nhà dân còn 60 phân. Cao hơn còn 60 phân anh chị. Đây thì họ đang xây dựng mới chị ạ, đập đập đi phạt tiền xây dựng mới. Ok, mình vào bên trong này anh chị ơi.
bên kia thì họ đang xây dựng cái gì, chút nữa mình đi sâu nha, đi sâu đi anh chị ơi. Con đường này rộng quá, mình không thể nào đi một bên hoặc đi chính giữa, mình quan sát được hai bên cả anh chị ạ. À, cho nên mình đi một bên, cái nào đáng chú ý thì mình sẽ quay, cái nào mà không có gì nổi bật thì mình đi nhanh qua. Cái đoạn này thì vẫn chưa có gì mới cả anh chị, chỉ có những căn nhà mới nè, những căn nhà mới mọc lên ha. Ngân hàng ACB. Hầu như các mặt bằng lớn ở đây thì đều được cho thuê hết rồi. Mặt bằng nhỏ nhỏ thì còn thôi. Cái đoạn này thì họ đã đổ đắp cát đá đây rồi anh chị nè. Chuẩn bị là ban cho xe lưu chạy. Em các thương hiệu Hoa Lan cà phê tôi cũng về đây rồi nè, Hoa Lan cà phê nè. Bên kia trước mình đi sâu anh chị nha, hôm nay mình đi đoạn này bên này trước đi. À, bên này thì họ đã đổ một cái là họ đổ một cái phần bên đây cho mình đi trước rồi nè. Bây giờ thì họ làm cái mặt bằng xong rồi, họ làm lề đường thôi anh chị, làm lề đường là xong rồi. Ok, coi đây họ thi công cái gì đây, cống thoát nước bên trong anh chị nha, bên trong là cống thoát nước khu dân cư. Bên ngoài đây là các đường dây kỹ thuật đồ. Cống thoát nước bên trong. Sau này con đường này rất là đẹp luôn anh chị, nó rộng, nó rộng, đường mới mà rộng nữa, quá sướng luôn anh chị. Con đường này hiện tại nó quá nhỏ đi, thật sự là quá nhỏ luôn. Ok, cái đoạn này không có gì mới thì mình đi anh chị ơi. À, các cái trụ điện ở đây thì họ mới lắp cái trụ đèn mới thôi. À, các trụ điện ở đây thì họ đã tháo dây rồi nhưng mà chưa có nhổ đi. Lắp trụ đèn mới rồi nè anh chị. Bên này thì gần như là hết dây rồi. Các cái đường dây bên đây giờ họ tháo xuống thôi chứ còn cũng không có sử dụng các đường dây bên đây nữa. Đây họ đang đi các đường dây kỹ thuật nè anh chị. Đầu tư dịch vụ viễn thông anh chị. Đây họ đang kéo dây nè. Dịch vụ viễn thông. Những ngôi nhà mới mọc lên đây rồi, kênh nước đen. À, bên đây họ ban xong đất rồi nè anh chị, đất đá họ ban xong rồi nè.
họ cũng đã đổ bê tông trên lề rồi, bây giờ còn lót gạch lòng lề đường nữa. Mình chạy lên đây mình đứng xíu đi. Ồ cái ụ điện nè anh chị. Để em chạy lên trên, em đứng xíu thôi. Lên trên được không ta? Bây giờ là họ không nghỉ trưa luôn anh chị. 12 giờ trưa rồi người ta không nghỉ trưa luôn. Rồi, em xin chào anh chị. Đây là máy em mới hết pin xong, mới sạc pin anh chị ơi. Bây giờ thì đi tiếp tục video thứ hai. Đây là những căn nhà mới mới mọc lên ở con đường Tân Kỳ Tân Quý anh chị. Ok, bây giờ mình đi tới đầu đường nơi ngã tư con đường Bình Long và Tân Kỳ Tân Quý, chúng ta sẽ quay lại. Cái đoạn này là cái đoạn khá là hoàn chỉnh nhất của con đường Tân Kỳ Tân Quý anh chị, hai bên công trình phụ đã xong và bây giờ họ đang tiến hành là chuẩn bị thi công cái mặt tiền mặt đường rồi. Không, họ chuẩn bị thi công mặt đường rồi anh chị. Cột đèn ok hết rồi nè anh chị nè. Ủa cái đoạn này thì họ nhổ mấy cái trụ rồi, nhổ mấy trụ đèn rồi. Trụ đèn hai bên thì cũng đã xong rồi. Bây giờ thì họ trồng cây xanh đoạn này nữa anh chị nè. Đó, trồng cây xanh nữa là xong. Ok, chúng ta ôm cua về lại.
Ok, bên đây thì họ mới lắp được một số trụ thôi. Bên đây thì họ mới thi công một số cái trụ đèn. Đó. Bây giờ thì cái nãy mình đi bên phía tay phải, tay trái chứ, bây giờ đi phía tay phải chị nha. À, cái đoạn này thì họ à, khi nãy mà lúc ngồi sạc pin á, em có nói chuyện với một cái anh thợ ảnh làm về các công trình đường ở đây anh chị nè, với ảnh làm như là các lề đường thế này nè, thì anh nói thợ thì khoảng 600 rưỡi một ngày, còn phụ á, phụ mới vào thì khoảng là 450 một ngày, phụ lâu thì 500 một ngày anh chị ạ. À, lúc thì lương về nhiều đều, lúc thì 4 tháng mới lãnh lương một lần. À, công việc thì một năm cũng làm được 10 tháng. Một năm thì cũng làm được 10 tháng anh chị. À, nói chung là hết công trường này thì họ qua công trường khác. Đều việc một năm làm được 10 tháng. Thì một ngày cũng được 600. Thợ giỏi thì 600 rưỡi. Còn phụ anh chị ơi, phụ mà thợ xây nhà đó thì 500 ngàn một ngày. À, do nhà em thì cũng nhà đứa em gái em cũng mới sửa xong thì cũng biết, cũng hỏi thợ là phụ 500 ngàn một ngày, thợ là 600 ngàn một ngày. Rồi đây có một cái một căn nhà đang xây khá là đẹp anh chị. Ở bên đây họ làm lòng lề đường xong hết rồi nè anh chị. À, nghĩa là chuẩn bị ha. Về cơ bản là họ đã thi công xong đường, các hạ tầng công trình phụ rồi đó chị. Công trình phụ con đường này là xong hết rồi đó. Bây giờ thì đợi di dời, quan trọng nhất là di dời hệ thống điện nữa thôi. Chỉ còn có bấy nhiêu đó thôi anh chị, là họ có đủ mặt bằng, bắt đầu người ta đổ cát đá để mà họ ban ra tạo thành một cái mặt bằng của con đường rồi. Cái đoạn này lâu rồi mà vẫn chưa xong không ta? Bên trong á, là hệ thống bên trong anh chị, cái cống bên trong. Ủa, đây có đường ống nữa. Đường ống lớn hay đường ống gì ta? Đường ống tròn nè anh chị. Đường ống tròn, rồi trên á, phía trên á, chính là phía trong, chính là đường ống, đường dây kỹ thuật rồi. Còn đây là đường ống thoát nước rồi ta. Đường ống thoát nước đâu mà nhỏ vậy? Đường ống thoát nước mưa, thoát nước sinh hoạt đâu mà nhỏ dưới đây? Bên trong kia thì đường dây kỹ thuật đồ.
Chắc cái này ok, trước mặt chúng ta là cơ nước đen và nhà thờ Bình Thuận anh chị ạ. Hoài mệt cái gì. Nói chung cái đoạn này thì không có gì mới cả anh chị. À, cái đoạn này thì không có gì mới cả, nó vẫn y như là những cái video trước em quay thôi. Cho nên là mình sẽ đi nhanh hơn anh chị ha. Cũng mừng là họ đã thi công xong cái là công trình phụ rồi anh chị. Bây giờ là đợi di dời trụ điện nữa thôi. Di dời trụ điện nữa thôi là người ta đã có một cái mặt bằng để mà thi công cái con đường này rồi. Dưới nghe giờ nó thấy được đâu. Cái đoạn này họ đang thi công anh chị ơi, mình đứng đây mình coi xíu. Họ thi công xuyên dưa luôn anh chị. Đây là họ đang thi công các đường hào kỹ thuật.
Bây giờ hút nước lên thì cái đầm mà nền gốc ra cho mày tháo cho đẹp không tao phải ở cái này nè đào đào tới móc mấy vào đó bỏ đây luôn đi xuống nó tắm nó làm cho cái chạy xuống cái nó lại bị hơn cái ăn làm đây đào đào để chọn tách ra yêu cô kẻ này luôn cái này Thank you.
Và vừa rồi là chúng ta thấy cảnh người ta đang thi công hào kỹ thuật anh chị ha. Thì nói chung là thi công cũng không có đẹp lắm. Nó đoạn lên đoạn xuống, đoạn lên đoạn xuống vậy anh chị. Người ta thi công cố gắng cho nó trước mưa nè. Cái mưa xuống thì khó làm lắm, cho nên họ tranh thủ họ làm buổi trưa luôn.